Đấy. Ừ. Không ngầu canh ngô vậy đấy nghĩ bầu đấy nhà nhà báo mà biết kìa vợ của đồng chí đợt vừa rồi vào ăn Tết đi Tân Liên đấy mà đi cùng đấy nhà báo đấy à, đây là một cái ngâu mà đồng chí không đi cùng với chị đấy vâng. Tên là Thắng đấy anh Thắng anh Thắng ừ. Đồng chí chồng em vừa hói vừa lùn giống như anh gần giống anh ừ, đúng rồi là không được như anh không đẹp trai không được như anh đẹp trai hơn anh em cũng được tiếp nói chuyện với anh em đi chỗ này rồi nhá thế là chồng em tên là gì nhỉ hỏi thăm anh ấy à thế à anh ấy là cùng đi cùng đấy anh ấy là anh chồng em tên là gì nhỉ Thắng 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 ừ. Anh Thắng không đi cùng một đứa trông hơi giống anh Kha này đấy. Trông hơi giống anh chỉ không đẹp trai không đội. Ôi giời, Thắng đừng đẹp trai. Chúc mừng anh. Anh Thắng không. Mọi người đẹp trai. Kinh. À thì nhân cái tiện hôm nay á là được sum họp giữa các anh em mà ba miền thì đứng trước hiện diện một cái tác phẩm mà trước đây đã ở nhà vườn Đỗ Trực. Mà bây giờ đã về với miền Bắc và thật sự là đến với anh Kha ở Bắc Giang thì nhân ngay cái sự kiện festival thì anh Trực muốn nó quay ngược trở về nơi cũ rồi cộng thêm thì cộng rồi bây giờ chú phải bắt tay giao cho anh trước còn bây giao cho chú sau rồi bây giờ anh Kha chốt cái deal là cho quay lại nhà vườn bây giờ là anh phải bắt đó, tay giao cho anh trước đây là một cái câu chuyện rất là ly kỳ nha trong một những cái tác phẩm là khi là đã bàn giao xong rồi là kết thúc nhưng mà bây giờ mình cho phải cho nó chạy ngược dòng bây giờ anh chú bàn giao cho anh ở ngoài Bắc đã ở đấy là chú chưa bàn giao ngoài Bắc cái hôm đó là em có bắt tay rồi bắt tay như nó ngay cái đợt bonsai xuyên Việt bắt tay là lại mất cây ngay tại đây đấy đó bắt tay là coi chừng là quay ngược về đó nghe anh sai rồi đó nghe nếu như cái ngay cái nhà vườn em á bắt tay á là nó về anh là đúng là giao dịch đã thành công thôi mà hôm nay anh rủ em bắt tay thì em lôi tay anh vô anh bắt luôn cộng vô cộng bao nhiêu dạ cộng bao nhiêu giá cũng không nói cộng bao nhiêu thôi quý vị và các bạn ơi anh ơi cứ 20 triệu thiếu đâu bây giờ anh em mình quan chú bắt tay anh bên kia không nhá anh Kha ơi để cho em nói là bây giờ á là bây giờ anh em mình cứ đối với nhà hoài cũng không xong bây giờ trên một cái màn hình cả một cái cộng đồng thì nhờ cái cộng đồng thử coi comment ai đúng ai sai trong cái câu chuyện này gấp một không có cái chuyện gấp là cái chuyện bình thường nhưng mà khi ở nhà em là em đã bắt tay em đã giao về miền Bắc rồi nhưng mà hôm nay tại festival em đã gặp lại cái tác phẩm của em tại đây mà anh đã gài em để bắt tay với anh thì anh chưa kịp giơ tay là em lôi tay anh luôn nè anh bắt tay chú cho đưa là thử hỏi mọi người coi cây này nó ngược về miền Nam hay là nó còn ở miền Bắc chú Trực ơi phải ngược về miền Nam chứ chú Trực bắt tay ra chú bán nốt cho anh một cây nữa để cho thành đôi bây giờ đây là thôi cây thôi đây là cây được rồi cây được cây cái bây giờ em chụp cái bức ảnh các anh cứ bắt tay đi em chụp cái bức ảnh sau em chú thích ở bên dưới là vật về chủ cũ à đừng có đừng cái ở đâu đừng ra đây rồi cái ở đâu còn cái đâu còn một cây nữa đúng rồi đấy bây giờ bắt tay đây là đây rồi em ở đâu anh đặt bình tĩnh vì anh Kha nhà mình nó tốt một hồi anh sợ mắc cây tốt một hồi đang lo thôi bình tĩnh anh Kha ơi bảo là em ở đâu anh Kha ơi em sẽ cho anh không bao giờ anh xuất hiện những cái cuộc triển lãm nữa là em cố tình anh quýnh cái cây này ngược về miền Nam luôn chơi luôn quýnh thì quýnh chứ không cho quýnh không, Kha cứ bảo anh ở đây rồi, còn em một đấy, ở đâu? Bây giờ là chú để cho anh một cây này gọi là cây đực. Chú phải để cho anh một cây mái, nữa. Các bạn ơi, đây là một cái câu chuyện mà một cái cây mà xuôi dòng về từ miền Nam về miền Bắc. Nay thì một cái sự kêu bằng cái sự đấu trí với nhau để cho chạy ngược dòng. Hơi khó. Bây giờ mình lấy cái chủ đề cây là cây ngược dòng. Cái chú cái mặt bên này phải mặt bên kia phải. Dạ cái mặt bên kia mặt chính anh. Cái mặt nào quấn cái mặt nào ngầu là mặt chính. Mặt quấn là mặt phải. Còn mặt quấn là cái mặt nào. Đúng rồi, mặt nào cũng mặt trái hết trơn á. Bán đi rồi mới mặt phải. Còn mà anh chưa bán thì mặt nào cũng em thấy mặt trái tròn đá.
mà cái cây này á, cây này á là giao lưu rồi thì cái điểm nào cũng đẹp hết, mà chưa giao lưu là chỗ nào cũng xấu hết. Cái này là xin lỗi các bạn là một câu chuyện cố tình nhá. Chú ơi, đưa đá vào cũng được không? Đẹp không anh. Được. Anh phải nhấn nhá chứ. Bố cục là anh phải nhấn nhá, chấm phá một vài nét chứ. Thế từ lúc mà chú bàn giao cho anh giờ về rồi nhìn nó khác không? Không, anh đẹp. Anh bố cục vô một cái chậu nó cũng phù hợp với một cái nét cây cổ này. Cái một cái cây này á là hy vọng một ngày nào đó em sẽ cung cấp cho anh một cái mốc lịch sử của cái cây này. À, cái cây này có mốc lịch sử ở trong miền Nam nha. Có hả? Có mốc lịch sử của một cái gia đình rất là nổi tiếng ở trong miền Nam mà là rất là danh vọng. Thế hôm nào phải đưa thì em cần anh đưa dùng chi tiết vào tìm nguồn gốc nhé. Bỏ bao thư cho em. Em mới tìm ra được, còn không có bao thư khó tìm lắm. Chắc chắn là có thế. Nói cho em về cái nguồn gốc của cái cây này. Đấy, em nói đi. Thôi bây giờ hiện bây giờ là cái nguồn gốc cây này á là một cái nguồn gốc cây nó có mang tính chất rất là đặc biệt ở trong miền Nam. Mà của một cái gia đình rất là danh giá. Thì một cái gia đình nó cũng mang nhiều cái lợi ích cho cả một cái cộng đồng ở trong miền Nam đó. Chứ không phải là ở một cái thời chế độ cũ đâu. Mà là nói chung là giá trị cây này rất cao về mặt tinh thần. Còn lịch sử. Nên cái giá trị thẩm mỹ thì thôi mình gác qua một bên để cho mọi người có cách nhìn riêng. Còn cái giá trị lịch sử nó đang có. Thì em cần anh chi cái gì đó nhỏ nhỏ, bánh mứt kẹo gì đó. Cái đấy là bôi trơn. Bôi trơn. Bôi trơn. Bôi trơn. Lưng cao tầm lưng cao, lưng cao giống như phụ nữ phải có son phấn, phải có lưng trang. Có nghĩa là còn không thì em cố tình em âm thầm để em cho chạy ngược dòng. Có giờ tưới tắm. Anh, cái mục đích mà em muốn cho cái cây này chạy ngược dòng á thì nó có một cái lý do vậy thôi. Thì nhiều khi á cái cảm xúc anh không nhiều bằng em. Thì nếu như mà may mắn mà nó chạy ngược dòng á thì một cái cây này nó lên một cái tầm cao rất cao về giá trị lịch sử. Cũng đến hôm nay thì thật sự là đây có toàn anh em đoàn trong đoàn cả, có đồng chí Sao, đồng chí Tuấn đây mới lại cho đồng chí Lam đây, thì anh hôm nay thật sự anh mua cây này rồi lúc nào anh biết ơn chú. Lỗi đúng là cây này là thuộc gần như là chú bán kỷ niệm. Anh nói thật chứ, kể cả hôm đấy giá của chú lúc đầu nhiều người cái giá rất cao hơn nhưng mà em không bán. Anh chỉ bảo là anh mới tập chơi. Chú không nói về giá. Thì là chú ấy bán cho cái giá giao lưu. Hữu nghị, không tính về giá. Anh nói thật đấy. Mà anh mua cái này anh biết ơn chú luôn. Mà anh thật. Cảm ơn Kha rất nhiều. Lúc nào anh biết ơn chú. Mà anh viết lên trên anh đăng lên anh cảm ơn chú cái này. Thì anh thật đấy, mình gần như là mình có những cái kỷ niệm của em nhé. Một cái vàng thưởng nữa. Kỷ niệm của em, anh nói thật với em là nếu như cây này đi triển lãm ở đi triển lãm ở trên kia rồi, có người ta bảo tôi không mua, tôi chưa có cây chơi mà tôi muốn mua, nó mạnh dạn nó giá 350, anh thề chú luôn. Anh cũng bảo là tôi không bán, tôi không nói giá. Cây này là cây kỷ niệm của anh em mình. Cây kỷ niệm của anh em mình. Thật đấy. Cái sự gắn bởi kết. Bởi vì anh cũng là chơi thôi, chứ anh cũng chưa biết mua, chưa biết bán. Anh biết là lãi nhưng mà anh chưa biết bán. Mà bán anh nghĩ là không mua được lại nữa. Chúc mừng anh. Nhưng mà anh vào làm anh em với ông Hải thì chỉ mua. Chỉ mua, chưa biết bán. Cái gì cũng không dám bán. Mà chưa có cây để bán. Tức là có rất nhiều cây nhưng cũng không muốn bán. Cái gì cũng quý, cũng chỉ thích mua vàng. Mà cây muốn bán thì người ta lại không mua. Đấy, thì các bạn ơi, các bạn xem ở trên một cái đoạn video lần này thì nó có những câu chuyện bắt đầu từ đầu câu chuyện là trước đây 2 năm là một cái sự bắt tay từ miền Nam về miền Bắc. Nay bắt đầu tại festival lần này là chủ sở hữu là anh Kha tại Bắc Giang. Thì anh Kha đang lúc đầu là anh Kha sẽ rủ mình bắt tay để mà mình cứ ngỡ là bắt tay cho nó chạy ngược dòng, nhưng mà không phải bắt tay là một sự cảm ơn theo vậy, chứ không phải là tranh nhau tranh chấp nhau để giành tài sản nha các bạn. Mà cũng biết ơn cả đoàn
duyệt cây này cho đồng chí Kha. Dạ. Thì không phải là được tất cả đoàn đấy. À, giới là duyệt anh Kha phải cảm ơn Quốc Anh nha, anh Cục nha. Anh Cục cũng tham gia. Cây này anh lấy về anh lúc nào anh chán phải bảo em chán để cho em luôn. Anh cứ lấy đi không sợ. Thì cảm ơn mọi người đã em con giải đồng hành với tất cả các anh em của giữa miền Nam và cái gì chả biết cái gì đen đen nhá. Thật sự mình theo dõi một cái tác phẩm đang hiện diện trước mặt các bạn là rất nhiều, có thể là 5 năm nay rồi mình theo dõi trên các nền tảng Facebook hay là YouTube qua cái tất thì và kể cả cách đây 2 năm là một cái đoàn xuyên Việt đó vừa anh em tổ chức từ miền Bắc tới miền Nam thì cũng đã có ghé thăm cây này rồi, nhưng mà mình là một trong những người ở miền Nam mà đến hôm nay mình mới thật sự là mình cảm nhận thực tế ở cái cây này nó có cái cảm xúc khác nha các bạn, rất là khác. Là tại vì trên hình ảnh đó các bạn chỉ nhìn được chỉ có 20-30% thôi trong một tác phẩm này. Có những tác phẩm có thể là nó chỉ có 50% thôi mà các bạn sẽ nhìn được 100%. Còn có những cái tác phẩm là nó tới 100% mà các bạn chỉ có nhìn được có 50% thôi. Thì cái tác phẩm đang trước mặt các bạn là một cây me của nhà vườn Công Thuấn tại Đà Nẵng. Thì hôm nay thì một cái cây, một tác phẩm rất là điệu đà, mà một cái thân pháp cân đối kia bằng mỹ mãn, rất là cân đối mỹ mãn. Cái đường nét á thì tác giả đặt tên gì thì mình không cần thiết, mình không quan trọng, nhưng mà cái cảm xúc, cái nhìn nhận của mình là một cái cách khác. Cái cây này á tôi không biết anh đặt tên gì, kệ anh. Tôi đặt cái cây này biểu tượng như một cái bản đồ Việt Nam, hình chữ S, hình chữ S à. Thì thôi anh đặt rồng bay phượng múa gì, cái chuyện đó là của tác giả, okay, cảm nhận. Okay, à. Còn đối với tôi đó, cây này tôi mang đi chơi ở mọi, nếu như là cây của tôi, rồi, tôi rất tự hào. Tự hào về một cái tác phẩm đại diện cho đất nước Việt Nam. Và kể cả đôi lúc có những cái cơ hội lớn mà được mà đi chơi với quốc tế, được trưng bày ở những cái sân chơi châu Á, Thái Bình Dương hay là tất cả các cuộc sân chơi khác, thôi tôi, mặc dù tác phẩm mình nói về điểm nghệ thuật mình không bằng người ta, nhưng mà tôi muốn mang cái hình ảnh của đất nước con người Việt Nam của chúng tôi đến với tất cả các bạn. Có cả Hoàng Sa, Trường Sa. Đó. Thì cái tên tác phẩm, có tên gì tôi không biết. Lâu lắm rồi, bây giờ ông anh nhìn hình ảnh và bây giờ ông anh mô tả như thế thì cũng rất trân quý. Nhưng khả năng là sẽ về... không, đầu tiên làm gì để cho ảnh sở hữu rồi ảnh tự xử. Em nhìn thấy thì tác phẩm này rất được nhiều huy chương và giải bạc. Thế là cái tác phẩm này có thể là đi chơi và được nhiều những anh em triển lãm thì đánh giá rất là cao lên thế nào. Khá là nhiều những cái huy chương anh cần. Ok, bonsai quốc hy. Bonsai quốc hy ngày hôm nay đã có một câu hỏi rất rất đặc biệt và mình đang chờ một câu hỏi như thế. Dạ. Thì bây giờ bonsai quốc hy ghé về đây. Và anh cũng xin phép là giới thiệu qua. Dạ. Quốc hy à. Thứ nhất là tác phẩm này anh sở hữu được 5 năm. Dạ. Và can thiệp cái đây 4 năm là anh can thiệp lại. Dạ. Là thừa kế tất cả những gì ngày nhân trước để lại. Và trong 4 năm qua can thiệp thì 2 năm rưỡi qua sẽ đi 4 cuộc chơi. Dạ. Thì hưởng được 4 được đạt được những cái thành tích như thế này. 3 cuộc chơi để đi qua và cái đại hội Festival Hà Nội lần thứ nhất này cũng được một cái vinh danh, một cái huy chương vàng. Thì đây là một sự may mắn được dự những cuộc chơi. Và cũng rất trân trọng được sự đánh giá rất khách quan và của những hội đồng chuyên môn về nghệ thuật, chứng thực một tác phẩm chứ không phải là một cái sự ngẫu nhiên của một cái địa phương nào là. Đây là như ví dụ như tại cái triển lãm miền Trung mà Tây Nguyên của do Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam tổ chức tại Bình Định, thì tác phẩm này đạt huy chương bạc và có hình đại diện của cái logo được mời cái giới thiệu này thì có cái được lấy cái hình cái này này, tác phẩm này như thể chứng minh này là mình đại diện. Còn tại Đà Nẵng và tại Quảng Ngãi vì show là hắn có cái chứng chỉ là chứng nhận là giải ấn tượng và cái top 10, bởi vì nó có một cái này trong Việt Nam chúng ta thì sinh hoạt cảnh nói chung thì chúng ta có hai cái để chấm. Thứ nhất miền Bắc là với hội sinh hoạt cảnh là chấm về là cây cảnh nghệ thuật,
là có nghĩa là bôn cỡ nào cũng chấm được hết. Còn riêng về bôn xe nghệ thuật Đà Nẵng với Quảng Ngãi thì không chấm được giải. Lý do nó ngùa cỡ. Bởi vì tiêu chuẩn như miền Nam miền Trung là ốp đặt theo đúng cái quy chuẩn quy cách là 1,2 trở lại. Đó là bôn xe nghệ thuật. Còn cái giải mà dễ bạc này của Hội Sinh Vật Việt Nam ấy là chấm cây cảnh nghệ thuật. Và bây giờ cái giải vàng của Festival Hà Nội lần này á thì cũng là cây cảnh Việt Nam. Đúng rồi. Đó là chấm về cái bộ môn là cây cảnh Việt Nam. Cho nên là có những anh em cũng thắc mắc là tại sao là có cái giải này. Cho nên mình cũng giải thích thêm là cái giải nó như thế. Anh hiểu không? Vì miền Trung đổ vào Nam là đa số là chấm theo tiêu chuẩn bôn xe nghệ thuật là 1,2 trở lại. 4 nơi là bơ chấm khác nhau. Đây cả đây nữa phải. Dạ cái này là của thuộc Quảng Ngãi. Tiêu chuẩn của ban tổ chức không ạ? Bởi vì ví dụ Hội Sinh Vật Cảnh á, là nó toàn miền. Và miền Bắc là mình không áp dụng bôn xe nghệ thuật. Bởi vì bôn xe nghệ thuật người ta chia tỷ lệ và quy chế nó rất chặt chẽ rồi. Cho nên là nó khác. Cho nên cho tại sao có những cây nó rất vít nhưng không được giải. Vì lý do nó không nằm trong bộ tiêu chí đó. Chứ không phải là ví dụ gì anh em bỏ là mua giải hay không mua giải, cái đó không đúng. Bởi vì ban tổ chức không thể mình làm những cái việc đó được, vì tranh có không quy chế rồi. Anh em có những cái mà anh em hỏi mình không có mình không phải nhân tiện như thế này thì mình cũng chia sẻ. Em cũng chia sẻ qua cho cộng đồng để mình biết là có những cái bắt đầu miền Trung đổ vào là người ta có bộ tiêu chí như thế. Quá hợp lý. Đó, đây là cái mà cũng may mắn được nằm rất nhiều cái tổ chức học hỏi và được chia sẻ của các cái tổ chức lớn. Đôi lúc nó có đó. Những cái câu chuyện, đúng có rồi. Những cái cuộc chơi mấy bà giải được cái nếu cái như mà cái được sự lựa chọn, em cũng hy vọng là để sẽ về anh. Anh cũng mong muốn năm sẽ về anh. Cứ để anh suy nghĩ. Không cần suy nghĩ. Anh chỉ cần thích cho em địa chỉ, nổi địa chỉ là bay ngay luôn. Không khó. Người trong nhà đó không gì thấy. Thích người trong nhà mà biết cô mà nhất rồi thì thích nhà Khang nhất luôn. Từ Cần Thơ mà bay về tới đó được. Đúng rồi, tới Bắc Giang đây cơ. Đà Nẵng thì là còn khó chứ ở đây rồi thì chứ thôi. Nào anh vào anh cũng khen cái này của chú. Chưa thế thì anh không lì xì cho em mấy đồng cà phê. Đó thì lì xì cho em mấy đồng cà phê. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn xem nhận qua một cái đoạn video của Công Thuấn giới thiệu về cây cảnh nghệ thuật hay là bonsai nghệ thuật, thì các bạn góp ý nhiều cái ý kiến để chúng ta đi đến một cái bước chung, để tất cả mọi người chúng ta đều hiểu, để đừng có bị ngộ nhận về câu từ, ngộ nhận về bonsai nghệ thuật và ngộ nhận về cây cảnh nghệ thuật. Đó là một cái hướng chơi tích cực, mang lại một cái giá trị nhân văn cho tất cả con người của chúng ta, chứ không phải chơi để tranh cãi, để bắt lỗi. Những cái tư tưởng tiêu cực các bạn bỏ vào một bên, đây là một cái niềm vui chung cả một cái cộng đồng, một cái sự phấn khởi của mỗi con người đều đam mê cây cảnh, và cả là sự kết nối giữa con người ba miền ở hiện diện ở tại cái festival lần này. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều với những cảm xúc, những ý tưởng tạo tác của những nghệ nhân đang hiện diện trên màn hình các bạn với một cái tác phẩm rất là độc đáo. Theo cảm nhận của mình là đại diện cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam của chúng tôi, sự hùng mạnh. Rồi chào các bạn. Cảm ơn.